Lời đầu tiên cho phép Ngọc Ánh được gửi tới quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh, lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh trường tiểu học Tiên Lục, em tên là Lê Vũ Ngọc Ánh, năm nay em 8 tuổi, em học lớp 2D trường tiểu học Tiên Lục. Gia đình em hiện đang sinh sống tại địa chỉ xóm Giếng, xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang. Sở thích của em là được cùng bố mẹ và hai em đi chơi nhiều nơi để được học hỏi và khám phá thêm những điều mới lạ. Ngoài ra, em thích không gian cả nhà quây quần bên nhau vì bố thường xuyên đi công tác xa nên mỗi lúc bố về, cả nhà lại được đông đủ và cùng vui vẻ mùa hát. Vì vậy mà thú vui mùa hát cũng trở thành một sở thích không thể thiếu đối với em. Em rất yêu quý các thầy cô giáo của mình vì các thầy cô luôn quan tâm và dạy dỗ cho em biết thêm rất nhiều điều bổ ích. Chính vì thế mà ước mơ sau này của em cũng muốn trở thành cô giáo để dạy học cho các bạn nhỏ như chính các thầy cô của em bây giờ vậy. Kính thưa quý thầy cô cùng toàn thể các bạn đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng khí micro vào năm 2020 do Liên đội trường tiểu học Tiên Lục tổ chức. Em mong muốn qua chương trình này sẽ giúp em rèn luyện thêm nhiều kỹ năng, trau dồi thêm nhiều kiến thức, bồi dưỡng đạo đức để trở thành người con ngoan, trò giỏi và tương lai trở thành người có ích cho xã hội. Em kính mong nhận được sự động viên, ủng hộ và góp ý từ quý thầy cô giáo, bạn bè để em có thể hoàn thiện được bản thân hơn thông qua cuộc thi này. Và cũng qua đây, em xin kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe để dạy dỗ cho chúng em thêm nhiều điều hay và sự hiểu biết. Chúc các bạn học sinh luôn học tập tốt để trở thành người con ngoan, trò giỏi và tương lai trở thành người có ích cho xã hội ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và toàn thể các bạn học sinh trường tiểu học Tiên Lục. Dân tộc Việt Nam ta có truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo là những truyền thống quý báu mãi mãi được khắc sâu trong mỗi tâm hồn của mỗi học sinh. Vì đó là truyền thống quý báu thể hiện sự biết ơn của các em học sinh đối với các thế hệ thầy cô giáo, những người đã vất vả hy sinh để gieo mầm tri thức cùng những bài học đạo đức, làm người cho các em học sinh thân yêu. Để tỏ lòng biết ơn các thầy cô, em xin được gửi tặng tới các thầy cô giáo những lời ca, tiếng hát, điệu múa chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 do các em trường tiểu học Tiên Lục biểu diễn. Trước khi vào ca khúc, cho phép Ngọc Ánh được xin một tràng pháo tay thật lớn từ quý thầy cô giáo và các bạn học sinh trong tiết mục này, được không ạ? Vâng, Ngọc Ánh xin cảm ơn ạ. Thầy cô là vầng trăng sáng soi những đêm rằm, thầy cô là gió mát những trưa hè tuổi thơ, lời bài hát bình dị mộc mạc mà chứa đựng đầy ý nghĩa sâu sắc, biểu đạt đầy đủ công lao to lớn và tấm lòng của các thầy cô. Công lao ấy, tấm lòng ấy không chỉ thể hiện ở góc độ truyền đạt kiến thức mà các thầy cô có như những người cha, người mẹ nâng niu chỉ bảo từng chút những điều hay lễ phải để nâng bước cho bao thế hệ học sinh vững bước vào đời. Lời bài hát cũng chính là tình cảm thân thương chân thành, những dòng tâm sự mà nhạc sĩ Bùi Anh Tú và nhà thơ Nguyễn Trọng Sử muốn giúp các thế hệ học sinh gửi vào đời quý thầy cô giáo qua ca khúc Thầy Cô Là Tất Cả. Sau đây xin mời các thầy cô và các bạn cùng thưởng thức qua phần thể hiện Học Ánh và Đường Múa Phù Hoa. Thank you.
thầy cô là tất cả. Thông qua lời bài hát cũng như một lời cảm ơn sâu sắc, em muốn gửi lời quý thầy cô giáo cũng nhân dịp chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Ngọc Ánh xin thay mặt các bạn học sinh trường tiểu học Tiên Lộc xin kính chúc quý thầy cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn đón nhận được nhiều tình cảm yêu thương nhất từ các bạn học sinh mà các thầy cô hàng ngày quan tâm gì gấp. Một lần nữa em xin thay mặt các bạn học sinh trường tiểu học Tiên Lộc chân thành cảm ơn các thầy cô đã luôn mang đến cho chúng em thêm nhiều kiến thức hay và bổ ích. Chương trình văn nghệ của trường tiểu học Tiên Lộc chúng em đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau của trường nhé. Xin chào tạm biệt.